Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục mình quay video để khui đơn hàng và review sản phẩm. Thì hôm nay mình khui một cái đơn hàng mình mua trên Lazada. Cái sản phẩm mình mua đó chính là một cái chiếc mũ bảo hiểm hình con bò sữa. Thì mình mua ở một cái shop đó chính là Ngọc Quyên Fashion nha. Thì trước khi khui cho chúng ta xem thì đây là cái mũ bảo hiểm, cho nên là shop đóng gói, dùng cái từ là khá cẩu thả thì cũng đúng, bởi vì nè. Đây, những cái cạnh của cái nón bảo hiểm đây nó bị lòi ra như thế này. Và nếu chúng ta không có những cái xốp ở phía trong thì nó rất là dễ trầy những khu vực này. Nhưng mà xốp chỉ đóng gói bằng túi ni lông đơn giản như thế này thôi. Thì cái khâu đóng gói như thế này là mình đánh giá là không ổn. Cũng may mắn là mình nhìn thấy nó không có bị tổn thương quá nhiều. Nhưng mà nếu tổn thương nhiều quá thì nó lại là làm hư cái sản phẩm. Cho nên là hy vọng là xốp lần sau xốp đóng gói cẩn thận hơn. Thì đây là cái sản phẩm hình bò sữa. Nhìn tổng thể thì mình thấy là xốp đã giao đúng cái sản phẩm mình đặt đó. Thì do cái sản phẩm là rẻ tiền cho nên nó cũng không có được sắc sảo lắm đâu. Tuy nhiên với cái giá tiền mà chỉ tầm khoảng 40-50 nghìn như thế này thì cũng ổn rồi. Đây hình con bò sữa phía sau. Cái này là mình đặt không có có con bò sữa này nè. Nhưng mà shop đã giao cái loại này thôi cũng được, để mình chấp nhận đi. Nhìn cũng khá là ok nha. Rồi sản phẩm này shop đã giao, mình gọi là đúng cái sản phẩm mình đã đặt hàng. Rồi hy vọng rằng là xài nó sẽ bền và nó sẽ phù hợp với các bé nhỏ. Ví dụ ở đây là mình mua cho bé gái của mình, là nó sử dụng sản phẩm này thì mình nghĩ là sẽ rất là ok. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.